Xin chào tất cả các bạn khán giả, những quý vị khách hàng thân yêu của Couple TX đang có mặt tại sự kiện mừng kỷ niệm 10 năm sang iPhone XS Max của Couple TX. Và sự kiện sẽ được diễn ra từ ngày 24 tháng 5 cho tới ngày 2 tháng 6. Vậy là chúng ta cũng đi được gần 2 phần 3 chặng đường rồi đúng không ạ? Mà quên tự giới thiệu, mình là Vân Anh và hôm nay Vân Anh sẽ đồng hành cùng với tất cả các bạn. Và nếu như bạn nào của chúng ta chưa share nè, chưa like cũng như là đăng cái bài đăng này, cái live stream này về trong từ của mình thì hãy nhanh tay lên đi. Bởi vì nếu như được 500 view thì Vân Anh sẽ có một món quà vô cùng hấp dẫn dành tặng cho các bạn, đó chính là những voucher trị giá hấp dẫn lắm nha. Nếu như mà lượt view được 500 view thì chúng ta sẽ nhận được một phiếu quà tặng trị giá 500.000. Nếu như view lên 600 view thì sẽ được phần thưởng là 600.000. Cứ thế mà cứ nhân lên. Cho nên Vân Anh cũng rất muốn nhiều bạn chúng ta hãy share thật là nhiều. Càng nhiều view thì chúng ta sẽ có cơ hội mang về những phiếu quà tặng vô cùng giá trị đúng không ạ? Và ngày hôm qua thì đã có rất là nhiều khán giả theo dõi lượt livestream của chúng ta. Và theo như Vân Anh được kể lại là đến tận 500 bạn theo dõi cái livestream này vào ngày hôm qua. Cũng hy vọng rằng là ngày hôm nay thì lượt view của chúng ta có thể tăng lên gấp đôi được không ạ? Bởi vì nếu như lượt view tăng lên gấp đôi thì các bạn sẽ có cơ hội sở hữu cho mình một voucher trị giá 1 triệu đồng đó nha. 1 triệu đồng lận đó. Và lát nữa đây thì Vân Anh sẽ dành tặng 5 phần quà. Gồm có 4 phần quà, mỗi phần quà là một voucher trị giá 300.000 đồng. Và một phần quà là một chiếc áo khoác dù cao cấp của Couple TX. Rất là hấp dẫn. 5 phần quà này sẽ được diễn ra trong phần mini game. Nhưng mà đợi đến khi nào lượt view này tăng lên 200 view thì chúng ta mới bắt đầu chơi mini game nha. Hiện tại đã 74 lượt xem. À sao chưa thấy đăng người trúng thưởng ngày hôm qua của bạn A Đỗ? Vân Anh sẽ được trả lời luôn là lát nữa. Không, mà chính xác là ngay bây giờ đây. Chúng ta sẽ được trò chuyện trực tiếp bằng video call với người trúng giải, vị khách trúng giải của chúng ta với chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10e, để cho các bạn có thể theo dõi xem vị khách hàng trúng giải của chúng ta sẽ có cảm xúc như thế nào nha. Nhưng mà trước hết thì Vân Anh cũng muốn là lượt view này lên 100 view đi. Lên 100 view thì chúng ta sẽ được gặp gỡ và giao lưu với vị khán giả trúng giải này. Sau khi giao lưu thì chúng ta sẽ đến phần trò chơi mini game để dành tặng những phiếu quà tặng trị giá 300.000 đồng của Couple TX cho các bạn nha. Lượt view bây giờ lên 91. Nhớ là phải tag thật nhiều bạn bè, share về không chỉ tường của mình mà share vào thật là nhiều hội nhóm để lượt view càng tăng lên nào. Vân Anh muốn thêm nữa mới 88 người thôi. Lát nữa đây chơi mini game thì Vân Anh sẽ hướng dẫn luật lệ. Mọi người phải nhớ nha, phải trả lời đúng nè, trả lời nhanh nhất nè và phải thực hiện đúng cú pháp thì mới được tính là trúng giải và mang về những voucher 300.000 đồng của Couple TX. Nếu như mà chúng ta không thực hiện đủ cú pháp là không có được trúng giải đâu. Bây giờ là 96 lượt xem, thôi đủ là yêu cầu rồi nha. Chúng ta sẽ đến với phần giao lưu với vị khách trúng giải ngày hôm qua. Mọi người đã sẵn sàng không ạ? Vâng anh thì hồi hộp vô cùng luôn. Cho em giao lưu tí xíu với vị khách trúng giải nha. Xin mời điện thoại đây. Vị khách trúng giải của chúng ta có Zalo tên là chị Thủy. Vân Anh sẽ bấm nút gọi bằng Zalo nha. Đây là màn hình chờ. Chị Thủy ơi, chị mở camera lên được không chị Thủy? Đây. Xin chào chị Thủy, đến với sự kiện săn iPhone XS Max kỷ niệm 10 năm của Couple TX. Đây mọi người theo dõi thật kỹ nha, chị Thủy là khán giả và vị khách hàng may mắn trúng giải ngày hôm qua. Không biết là bên Couple TX đã thông báo về phần thưởng của chị Thủy chưa ạ? Dạ em vừa mới nghe thông báo là phần thưởng của em hình như là nhận được giải nhì đúng không ạ? Vâng, giải nhì là phần thưởng gì vậy chị? Như là điện thoại Samsung S10. Vâng, và bây giờ chị có mong chờ theo dõi cái phần quà này không? Muốn xem chưa? Muốn chưa? Và bây giờ Vân Anh sẽ cho chị xem phần thưởng nha. Ta-da! Đây, phần thưởng của chị Thủy đây ạ. Một chiếc Samsung Galaxy S10e. Xin được chúc mừng chị Thủy ạ. Không biết là lúc mà mình biết được là mình là số may mắn ngày hôm qua trúng được cái giải thưởng này thì tâm trạng của chị Thủy như thế nào? Ôi, mọi người nghe không? Chị Thủy nói là chị Thủy là một khách hàng rất là trung thành của Couple TX. Không biết là vừa rồi chị mua hóa đơn bao nhiêu mà mình có cơ hội may mắn trúng được chiếc Samsung Galaxy S10e à? Hóa đơn em nhớ là hôm đó là em mua 3 triệu mấy ấy. 3 triệu mấy? Em biết ba và ngày biết tay nữa. Còn 2 triệu mấy. À,
3 triệu mấy được giảm giá 2 triệu mấy là nhận được rất là nhiều giải thưởng. Bởi vì cứ mỗi hóa đơn 300 ngàn đồng là chúng ta nhận được một mã dự thưởng. Mà chị mua tới gần 3 triệu, tức là cái mã dự thưởng hơi bị nhiều nha. Cho nên dĩ nhiên trúng được cái phần thưởng này thì Vân Anh cũng không phải gì là quá bất ngờ nữa. Và thật ra là nhiều vị khán giả lý do tại sao ngày hôm nay mà bên Couple TX và Vân Anh gọi điện cho chị Thủy. Bởi vì á, nhiều người thắc mắc là không biết ai là vị khách may mắn ngày hôm qua trúng giải. Thì ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả mọi người, vị khách trúng giải chị Thủy đang xuất hiện tại chương trình sự kiện trực tiếp Couple TX nhân kỷ niệm 10 năm trúng iPhone XS Max. Và một lần nữa xin được chúc mừng chị Thủy và chúc chị sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui và tốt lành nha. Và luôn ủng hộ cho Couple TX à. Xin chào. Xin chào chị ạ. À. Vâng, xin chào chị Thủy. Dạ, và vừa rồi thì Vân Anh đã giao lưu và live stream trực tiếp với chị Thủy rồi. Có lẽ là âm thanh và cái hình ảnh nó trực tiếp nó sẽ không rõ đâu, nhưng mà Vân Anh thì theo dõi rất kỹ gương mặt cực kỳ hào hứng của chị Thủy khi mà biết tin là mình nhận được chiếc Samsung Galaxy S10e. Nhiều bạn hối tiếc không ạ? À? Rất là nhiều bạn đang tát người vào để may mắn để có thể tham dự mini game đúng không? Vân Anh cũng chia sẻ luôn, những bạn nào của chúng ta chưa may mắn nhận được phần thưởng là chiếc Samsung Galaxy S10e thì chúng ta đừng có buồn. Bởi vì vẫn còn một phần thưởng nữa đặc biệt hơn nhiều. Đó chính là chiếc iPhone XS Max đây. Ta-da! Không biết là bạn nào muốn nhận phần quà này thì comment cho Vân Anh nào. Bạn nào muốn sở hữu chiếc iPhone XS Max thì comment cho Vân Anh để biết là mọi người cực kỳ hào hứng với phần thưởng này. Và phần thưởng này sẽ tiến hành quay số vào ngày 3 tháng 6, tức là ngày cuối cùng của chương trình. Cho nên những bạn nào của chúng ta chưa có cơ hội nhận giải thì hãy nhanh chóng đến cửa hàng Couple TX mua một sản phẩm nào đó. Chỉ với hóa đơn 300 ngàn đồng là chúng ta mang về được một mã giải thưởng rồi. Mua càng nhiều, nhiều mã giải thưởng thì cơ hội trúng iPhone XS Max càng cao. Trúng chị em ơi, dạ ngày 3 tháng 6 em mới quay nha chị Tuyết Phương. Chị Đăng Hiệp giờ mình mới được thông báo. Bây giờ những bạn nào mà bỏ lỡ thông báo này á, thì chúng ta nhớ theo dõi từ đây cho tới ngày 3 tháng 6. Mỗi ngày chúng tôi có rất là nhiều phần quà gửi tặng cho các bạn khán giả. Thôi thì cái phần thưởng này tiếc ghê, nhiều khi mình cũng muốn mang về nữa, nhưng mà không phải của mình. Dành cho những khách hàng nào mà chúng ta mua sản phẩm này nha, hóa đơn 300 ngàn đồng sẽ nhận về cho mình một mã dự thưởng. Vừa rồi thì Vân Anh đã giao lưu với chị Thủy rồi, và Vân Anh biết rằng là nhiều bạn comment em rất thích nè. Hằng Lê bảo rất là thích, nhìn chiếc điện thoại phê thiệt. Ôi Vân Anh cầm trên tay mà còn thấy phê nữa, nói gì mấy bạn. Không mua mà chơi cũng trúng. À, nếu như bạn nào không mua thì cũng không sao. Nhớ là chúng ta theo dõi live stream vào 8 giờ hàng ngày. Từ đây cho tới ngày 3 tháng 6 thì chúng ta sẽ nhận về phần quà, đó chính là voucher mua sắm của Couple TX trị giá 300 ngàn đồng. Cùng với đó là một phần quà bất kỳ, có thể là chiếc áo thun nè, có thể là chiếc áo khoác nè, hoặc là một bộ sản phẩm áo đôi gì đấy. Nói chung là phần thưởng là ngẫu nhiên. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 4 phiếu quà tặng, mỗi phiếu trị giá 300 ngàn đồng. Ngoài ra sẽ là một chiếc áo khoác cao cấp của Couple TX đó nha. Làm sao để được? Dạ, nếu như mọi người muốn được những cái phiếu quà tặng này thì bây giờ Vân Anh muốn là phải được 100 lượt view cơ. Phải được 100 lượt view. Mà nếu như muốn nhiều view thì không chỉ share về tường của mình, mà mọi người có thể tag bạn bè của mình vào trong cái live stream này là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta có thể share vào thật là nhiều hội nhóm khác nhau để nhiều bạn tới. Khi nào mà cái lượng view này á tăng lên 100 thì Vân Anh mới bắt đầu chơi mini game. Mini game dễ lắm mọi người ơi. Mini game là Vân Anh chỉ cần đặt câu hỏi nha. Vân Anh đọc đáp án ABC. Bạn nào mà đưa ra đáp án đúng nhất, chính xác nhất, thực hiện đúng cú pháp nhất là bạn đó sẽ mang về phiếu quà tặng trị giá 300 ngàn đồng. Một phiếu quà tặng 300 ngàn đồng thì chúng ta có thể mua được ít nhất là một chiếc áo thun của Couple TX, hoặc là mua bất cứ sản phẩm nào bạn yêu thích cũng được. Hiện tại là 84... Ngọc Trinh, khó đâu mà khó, câu hỏi dễ lắm, dễ ẹt à. Trời ơi, mấy câu hỏi này dễ lắm mà còn cho đáp án ABC nữa nha. Có 5 câu hỏi lận. Đó, cho nên á, câu hỏi đầu tiên nếu không nhận quà thì còn câu hỏi số 2, số 3, số 4, số 5. Mà nếu như cái lượt view này á, tăng lên 500 view thì Vân Anh còn cho thêm một phần quà là phiếu quà tặng trị giá 500 ngàn đồng. Nhưng mà bây giờ là 85 lượt xem, bây giờ muốn lên thêm 15 lượt xem nữa thôi, cố gắng lên nè. Bây giờ là 85 lượt xem, bây giờ thêm chỉ 15 lượt xem nữa thôi. Lên được 100 view thì Vân Anh sẽ bắt đầu chơi mini game. Câu hỏi dễ lắm. Cho một câu hỏi trắc nghiệm ABC, chọn một đáp án, nhớ là trả lời đáp án, kèm với đó là phải tag 5 người bạn vào cái live stream này cùng với đáp án của mình, sau đó share về tường của mình thì mới là đáp án chính xác nha. Em đang muốn áo thun, trời ơi Ngân Kim đúng ý của Vân Anh luôn, lát nữa có rất là nhiều áo thun ở bên đây đang chờ đợi mọi người. Bây giờ quay qua cái dàn áo thun này đi, bạn nào muốn sở hữu những chiếc áo thun này ạ? À?
Những phần quà này đang chờ đợi mọi người. Những chiếc áo thun này sẽ được tặng cho tất cả các bạn đang theo dõi livestream với điều kiện livestream này phải được 100 view. Nhớ nha, phải được 100 view nha. Hiện tại phát voucher 300.000 đồng. Mình mua được giảm giá trong đơn hàng. Nói chung là mua cái gì cũng được. Ví dụ áo thun này trị giá có 219 ngàn. Mình dùng voucher 300.000 đồng thì coi như là mình được mua chiếc áo thun này free, không cần bù thêm tiền. Hoặc là nếu như chúng ta muốn mua nhiều thêm thì cái voucher đó sẽ được khấu trừ vào hóa đơn của mọi người nha. Phải làm sao mới đúng cú pháp? À, nãy giờ rất là nhiều bạn mới đúng cú pháp, rất là thắc mắc về cú pháp này thì Vân Anh sẽ chia sẻ luôn. Cách chơi là Vân Anh sẽ đọc câu hỏi, một câu hỏi bất kỳ, sau đó Vân Anh sẽ đọc ba đáp án A, B, C. Bạn nào có đáp án nhanh tay nhất và chính xác nhất thì có thể comment vào livestream này. Ví dụ Vân Anh hỏi một câu bất kỳ nào đó, Vân Anh đọc đáp án A, B, C thì mọi người comment đáp án A cùng với việc tag 5 người bạn vào. Nhớ là share về cái livestream của mình nha. Sau đó Vân Anh sẽ tổng hợp lại là bạn nào đưa câu trả lời chính xác nhất nè, sớm nhất thì bạn đó đương nhiên sẽ nhận được phiếu quà tặng trị giá 300.000 đồng hoặc là có cơ hội nhận về những chiếc áo thun cấp BTS rất là xinh đẹp ở đây, hoàn toàn miễn phí. Nuna, chào em. Thôi bây giờ mình bắt đầu trò chơi luôn nha. Mọi người đã sẵn sàng lắng nghe câu hỏi chưa? Nuna, chào em. Hello Ngọc Trinh. Mọi người ơi, bây giờ chuẩn bị câu hỏi nha. Nhớ là Vân Anh đọc câu hỏi nha, sau đó là Vân Anh đọc ba câu trả lời. Câu trả lời nào mà mọi người thấy đúng thì mọi người nhớ comment đáp án, nhớ là ghi đầy đủ đáp án ra. Và câu trả lời của mọi người là phải tag đủ 5 người bạn mới được tính. Nhớ tag đủ và sau đó share livestream về. Bạn nào trả lời đúng mà không thực hiện đúng cú pháp là không được tính đâu. Nuna, chị thấy em rồi, hiểu chưa? Không biết là mọi người hiểu chưa, nếu như mọi người hiểu rồi thì mọi người comment hiểu rồi để cho Vân Anh biết. Vân Anh bắt đầu cái mini game này xem nào. Điện thoại chị cầm là của chị em, không phải điện thoại phần thưởng. Điện thoại phần thưởng là trong hộp nha. Phần thưởng trong hộp, ngày 3 tháng 6 chúng ta sẽ được đọc hộp phần thưởng này. Sẵn sàng, nếu như bây giờ mọi người đã sẵn sàng thì comment sẵn sàng giúp Vân Anh nào, để chúng ta đến với mini game phần thưởng là phiếu quà tặng trị giá 300.000 đồng của cấp BTS. Rất là nhiều người comment sẵn sàng. Bây giờ đã được gần 100 lượt xem rồi. Hiểu rồi đúng không mọi người? Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên như sau. Nhớ là phải comment đầy đủ câu trả lời đáp án, cùng với đó tag 5 người bạn, share về Facebook hoặc là 5 hội nhóm của mình thì mới được tính nha. Nếu như bạn trả lời đúng, trả lời sớm nhất mà không thực hiện đúng cú pháp thì giải thưởng này sẽ bị thu hồi lại. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Nghe thật kỹ nha, nhớ chuẩn bị sẵn bàn phím, trả lời nhanh nhất và đúng nhất nha. Và Vân Anh sẽ tính kết quả dựa trên điện thoại của Vân Anh. Vân Anh sẽ theo dõi xem là bạn nào comment đáp án đúng nhất, chính xác nhất dựa trên điện thoại của Vân Anh. Và Vân Anh sẽ công bố tên của người bạn đó nha. Câu hỏi đầu tiên như sau. Vịnh nào ở Việt Nam được xem là một trong ba vịnh đẹp nhất thế giới? Đầu tiên là vịnh Hạ Long, B vịnh Lăng Cô, C là vịnh Cam Ranh. Mọi người comment đáp án đi ạ. Ui, hồi hộp quá, không biết bạn nào sẽ là bạn đầu tiên comment đáp án đây. Nhớ comment đáp án phải tag đủ 5 người bạn của mình vào, share về tường của mình là một, và share về cái hội nhóm của mình, ít nhất là 5 hội nhóm mới được tính. Share nhiều, thật nhiều nè mọi người ơi. À, có bạn trả lời Hạ Long, người thì trả lời Vịnh Lăng Cô. Vân Anh đang chờ đợi thật nhiều đáp án, thật nhiều đáp án nữa nào. Mọi người hầu hết là chọn Vịnh Hạ Long nhiều, nhờ hầu hết là ai cũng chọn Vịnh Hạ Long hết. Có ai có đáp án khác nữa không? Vịnh Lăng Cô nè, Vịnh Hạ Long. Vân Anh đọc lại câu trả lời nha. Vịnh nào ở Việt Nam được xem là một trong ba vịnh đẹp nhất thế giới? Vịnh Hạ Long, Vịnh Lăng Cô, thứ ba là Vịnh Cam Ranh. Nhớ comment đáp án, tag 5 người bạn vô. Nãy giờ thấy bạn Lan Lê, bạn Ngân Kim Võ Nhân, bạn Mai Đức Quang, bạn Minh Hằng. Bạn Minh Hằng là thực hiện đúng cú pháp nè, đáp án nè, cùng với đó là tag 5 người bạn nè. Mọi người nhớ thực hiện cú pháp giống bạn Minh Hằng nha. Rất là nhiều đáp án đây. Quá trời luôn, không biết chọn ai nữa nè. Vịnh Lăng Cô nè, Vịnh Hạ Long nè. Mọi người ơi, mọi người comment đáp án nhiều lắm nhưng mà không ai tag vô hết vậy. Mọi người phải tag 5 người bạn của mình vào mới được tính nha. Vân Anh đã thấy được đáp án đúng trong đây nhưng mà thấy là bạn đó chưa có tag. Bây giờ tag lại đi, cho các bạn tiếp thời gian, chúng ta tag đủ 5 người bạn của mình vào. Share livestream này về tường của mình là một. Thứ hai là phải share về 5 hội nhóm thì mới được tính.
Rồi Vân Anh thấy bắt đầu mọi người tát nhiều lắm rồi. Nhưng mà Vân Anh vẫn chưa thấy một bạn nào trả lời đúng mà thực hiện đủ cú pháp cả. À đây, Vân Anh đã thấy được một bạn theo dõi từ đầu chương trình đến giờ, bạn đó trả lời cũng rất là đúng nè, và thực hiện đúng cú pháp là tát 5 người bạn của mình vào. Nhưng mà không biết là mấy bạn đó xe về chưa. Thôi thì mình công bố luôn nha. Xin được chúc mừng cho bạn. Đây để Vân Anh kiểm tra lại nhiều quá để tránh bị sót nha. Xin được chúc mừng cho bạn Ngọc Trinh. Bạn Ngọc Trinh với đáp án A là Vịnh Hạ Cam Ranh. Mặc dù bạn Trinh không phải là người đưa ra đáp án sớm nhất, nhưng mà từ nãy đến giờ bạn Ngọc Trinh là người đưa ra đáp án đúng nhất và thực hiện đủ cú pháp là tát 5 người bạn. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là Vịnh Cam Ranh nha mọi người. Rất là nhiều bạn tiếc ghê trả lời Vịnh Cam Ranh mà không có tát, mà còn trả lời trễ nữa cho nên không được quà. Tiếc quá à. Xuân Mai, mèo Unu tát rất là nhiều. Mặc dù câu trả lời của bạn đúng nhưng mà bạn đã trả lời sau bạn Ngọc Trinh, rất là tiếc. Đây, xin được gửi tặng phiếu mua hàng cấp BOTX trị giá 300.000 đồng cho bạn Ngọc Trinh nha, chúc mừng bạn. Phiếu quà tặng này thì các bạn nhớ là comment ở dưới này hoặc là inbox cho fanpage của cấp BOTX. Chúng tôi sẽ hướng dẫn và xin thông tin để có thể gửi cái phiếu quà tặng này. Phiếu quà tặng này có thể sử dụng trên mọi hệ thống cấp BOTX trị giá 300.000 đồng. Ví dụ chiếc áo thun này có 200 mấy à, phiếu quà tặng 300.000 đồng là coi như mình được tặng miễn phí một chiếc áo thun rồi. Hoặc là chúng ta có thể mua sản phẩm cao tiền hơn, chúng ta có thể bù tiền vào để mua được sản phẩm của mình thích. Rất là nhiều chiếc áo thun của cấp BOTX ở đây đang chờ đợi mọi người, rất là thích đúng không ạ? Vâng, anh sẽ dành tặng một sản phẩm trong cái dàn áo thun ở đây, áo khoác ở đây để dành tặng cho các bạn nếu như lượt view ở đây tăng lên hơn 200 được không ạ? Thôi bây giờ chúc mừng cho bạn Ngọc Trinh nha. Mình vẫn còn 4 câu hỏi nữa, cho nên mọi người tiếp tục ở lại với Vân Anh. Vẫn còn 4 câu hỏi nữa, gồm những voucher, phiếu quà tặng trị giá 300.000 đồng và một phần thưởng sẽ là một sản phẩm ở trong cái sào này. Sản phẩm gì thì lát nữa Vân Anh sẽ tiết lộ sau. Và nếu như cái livestream này thêm được 500 view thì Vân Anh sẽ cho thêm một phần thưởng nữa là phiếu quà tặng trị giá 500.000 đồng. Cho nên share tích cực vào nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua bên đây để đến với phần quay số may mắn. Không biết ở đây là bạn nào đã có mã số dự thưởng, đã mua sản phẩm của cấp BOTX rồi, thì chúng ta comment ở dưới nha. Comment ở dưới để Vân Anh biết là nhiều bạn đang theo dõi là những khách hàng đã mua sản phẩm của cấp BOTX. Đây là màn hình quay số. Áo chị mặc đẹp quá. Áo chị mặc là trong bộ sưu tập Take My Hand của cấp BOTX. Và lát nữa đây chị sẽ giới thiệu cho mọi người về sản phẩm Take My Hand này. Cảm ơn mọi người khen áo chị nha. Giang Lan, trời cảm ơn bạn tát luôn 10 người. Lát nữa hy vọng là bạn sẽ trả lời đúng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quay số. Lát nữa mình còn 4 câu hỏi cho nên mọi người cứ bình tĩnh ở lại. Dù gì cũng sẽ có quà. Nếu như lượt view này nhiều thì Vân Anh sẽ cho thêm phần quà là một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quay số mọi người đang đợi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Quay số lần này sẽ dành cho những vị khách hàng của cấp BOTX nha. Những vị khách hàng nào chúng ta sở hữu hóa đơn 300.000 đồng sẽ được một mã dự thưởng. Hóa đơn 600.000 đồng thì được hai mã dự thưởng. 900.000 đồng thì được 3 mã dự thưởng. Nói chung là mình mua càng nhiều thì mã dự thưởng càng nhiều. Bây giờ thì trên hệ thống của Vân Anh đã hiển thị màn hình quay số. Vân Anh bấm quay nha để tìm ra khách hàng may mắn để trúng cho mình một sản phẩm. Và sản phẩm ngày hôm nay trong cái sào này sẽ dành tặng cho vị khách hàng may mắn nào đây. Vân Anh sẽ chọn sản phẩm đầu tiên nha. Sản phẩm của chúng ta đó chính là một chiếc áo thun thêu hình sọc dứa như thế này. Và sản phẩm này sẽ dành cho một vị khách hàng may mắn trúng giải trong phần quay số lần này. Chúng ta hãy cùng đón xem. 1, 2, 3. Quay. Màn hình đang quay số. Số gì đây, số gì đây, số gì đây? Chúc mừng cho chị Hương với số 9303 và mã dự thưởng là 714973. Chúng ta đã tìm ra được vị khán giả, vị khách hàng may mắn đầu tiên để sở hữu cho mình một chiếc áo thun rất là xinh. Trời ơi, thun này xinh quá, màu cũng yêu quá trời quá đất luôn. Rồi chúc mừng chị nha. Lát nữa là Vân Anh sẽ
Có bên Cúp OTX liên hệ với chị Hương để thông báo là chị trúng thưởng và chị nhận quà. Và chúng ta vẫn còn một giải thưởng hấp dẫn hơn nữa, đó chính là chiếc điện thoại iPhone XS Max. Chúng tôi sẽ tiến hành quay số vào ngày 3 tháng 6, tức là ngày cuối của chương trình. Còn bây giờ, những chiếc áo thun này sẽ dành tặng cho những vị khách hàng đã mua sản phẩm, đã có mã số dự thưởng để chúng ta tham dự vòng quay may mắn. Hồi nãy thì chị Hương đã trúng cho mình chiếc áo thun, đây là chiếc áo thun kẻ sọc cấp BOTX, theo trái thơm rất là nhiều. Ở đây thì có rất là nhiều màu nha, chẳng hạn như là màu xanh lá nè, ở đây còn có màu vàng nữa. Nam nữ gì đều mặc được hết. Cái này là size S, rất là xinh mà sờ rất là mát, mà bây giờ mùa hè nóng nực nữa. Vâng, anh biết rằng là ai cũng thích áo thun, nhưng mà nhiều bạn sợ là mặc áo thun sẽ bị nóng. Nhưng mà chiếc áo thun của Cúp BOTX lúc nào cũng vậy, sản phẩm này không bao giờ làm các bạn thất vọng. Sờ tay vào rất là mềm mượt, mà kiểu dáng là trời ơi cưng quá trời quá đất luôn, sọc xanh, sọc đỏ, sọc vàng, rất là trẻ trung. Ở đây nè, ngay phía chính bên phía ngực bên tay trái nè, hình quả dứa nè, logo nè, được thơ bằng tay nha mọi người. Xinh quá trời quá đất luôn, rất là nhiều sản phẩm ở đây đang dành tặng cho những vị khách hàng tham gia mini game của chúng ta. Ngoài ở đây ra thì ở đây Vân Anh còn rất là ấn tượng với sản phẩm là áo thun cổ tròn. Những chiếc áo thun basic này là chắc chắn là trong tủ đồ của chúng ta ít nhất phải có một cái. Nhà Vân Anh có ít nhất là 10 cái áo thun trắng. Chúng ta có thể khoác áo khoác này cũng được nè, chúng ta có thể khoác một cái chiếc áo khoác dù nè, chúng ta có thể khoác áo blazer, chúng ta khoác áo khoác jean, nói chung là áo thun trắng tiện lợi lắm, đi đâu cũng tiện hết, mà nam nữ gì cũng đều có hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với mini game tiếp theo. Mini game tiếp theo chúng ta sẽ có những câu hỏi như sau. Ở đây còn lại là 4 câu hỏi và cấp độ khó sẽ tăng dần. Theo kết quả mà Vân Anh xem được là bạn Ngọc Trinh của chúng ta trả lời sai, cho nên lát nữa là ban tổ chức sẽ xem lại và sẽ công bố lại kết quả bạn nào trúng giải vào ngày mai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Xin lỗi bạn Ngọc Trinh nha, bây giờ bạn Ngọc Trinh có thể tiếp tục tham gia câu hỏi tiếp theo. Lát nữa bởi vì nhiều bạn comment quá, hàng ngàn comment luôn, cho nên có thể là sai sót. Lúc mà Vân Anh lướt cái comment này, lát nữa thì ban tổ chức sẽ xem lại thật kỹ những cái comment. Comment nào mà bị phạm quy nè, trả lời sai nè, thì ban tổ chức có quyền thu hồi lại phần thưởng này. Chúng ta sẽ bù cái sản phẩm thưởng này vào ngày mai, các bạn yên tâm nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì comment sẵn sàng với Vân Anh nào. Bên máy tôi bị đứng rồi, khổ ghê vậy nè, không thấy được mấy bạn comment gì hết trơn. Mọi người thấy Vân Anh không? Ai? Bây giờ xin lỗi mọi người nha, tại vì bên ban tổ chức thì lát nữa sẽ công bố lại cái đáp án chính xác là gì. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Loài chim nào có khả năng bay lùi lại phía sau? Đáp án A là chim gõ kiến, đáp án B là chim cu, và đáp án C là chim ruồi. Đây, bây giờ thời gian cho mọi người tiếp tục trả lời đáp án của mình. Nhớ là comment đáp án và theo đó là nhớ tag 5 người bạn của mình vào đây. Share livestream này về fanpage, về tường của mình là một. Thứ hai là share về thật nhiều hội nhóm. Đọc lại câu hỏi nha. Loài chim nào có khả năng bay lùi lại phía sau? Đáp án đầu tiên là chim gõ kiến, đáp án D là chim cu, và đáp án cuối cùng là chim ruồi. Comment đáp án cùng với đó là phải tag 5 người bạn vào. Rất là nhiều bạn comment rồi, Vân Anh đã tìm ra được người trúng giải. Tiếp tục nào mọi người, comment tiếp đi, có ai có đáp án khác không? Nhớ là phải comment vừa sớm nhất nè, vừa đúng nhất nè, vừa phải tag đủ 5 người bạn của mình nha. Nhớ là phải tag đủ 5 người bạn của mình vào. Và rất là nhiều người bạn đang tag vào đây. Vân Anh thấy Lan Lan cũng tag nãy giờ, bạn Yên Lan rất là tích cực đây. BB, chim ruồi, rất là nhiều bạn trả lời đáp án là chim ruồi. Kiên Trung Phạm, Thúy Nguyễn, nếu như bạn nào trả lời đúng mà chưa có tag là không được đâu nha. Mấy bạn trả lời đúng quá trời luôn nhưng mà không có tag, nhớ phải tag vào mới được hợp lệ. Bạn nào chưa tag ngay bây giờ tag người bạn của mình vào, tag 5 người bạn, share livestream này về mới được tính. Nhiều người trả lời lắm luôn. Vân Anh thấy là nhiều bạn hầu hết là cũng đưa ra đáp án của mình rồi, nhưng mà nhiều bạn không có tag, tiếc ghê nha. Lát nữa mà trúng giải mà không tag là mình bị thu hồi giải thưởng á. Tag vào, Bảo Ngân tag vào đi ạ. Võ Nhân, Hoàng Văn Ngọc tag vào, Nguyễn Thành Nhân, Luna. Sao thua được, mình còn nhiều câu hỏi lắm nha. Đúng rồi, tag nhiều vào với Vân Anh, tag 5 người, 10 người gì cũng được, nhớ share về
Tát muốn nát phím luôn. Trời, cảm ơn mọi người nha. Rồi, với câu hỏi số 2 này thì ban tổ chức của chúng tôi sẽ công bố kết quả vào ngày mai và sẽ công bố bạn trúng giải nha, bạn trúng giải sau vào ngày mai, cho nên mọi người có thể yên tâm. Hiện tại thì Vân Anh thấy là rất là nhiều bạn đưa ra đáp án, rất là nhiều bạn tham gia rồi, và ban tổ chức cũng đã tìm ra được người trúng giải. Nhưng mà tránh cái việc sai sót là chúng ta sàng lọc không có kỹ, gây bất công, cho nên sau cái bữa live stream này thì ban tổ chức và Vân Anh sẽ xem lại để tìm ra bạn nào comment đúng nhất nè, sớm nhất, thực hiện đúng cú pháp. Ngày mai chúng ta đăng thông báo nhận giải. Những cái voucher này ngày mai chúng tôi sẽ công bố nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Nhưng mà câu hỏi tiếp theo lát nữa. Chúng ta có tới 5 câu hỏi nha mọi người, tới tận 5 câu hỏi lận. Còn 3 câu hỏi nữa với những phiếu quà tặng trị giá 300.000 đồng và một sản phẩm ở trong xào quần áo trưng bày này. Bây giờ với sản phẩm này không biết là mọi người muốn là Vân Anh sẽ dành tặng sản phẩm nào cho mọi người đây ạ? Thích sản phẩm nào nhất ạ? Thích sản phẩm nào nhất ạ? Ở đây có áo khoác, áo phao này nha, những chiếc áo thun cổ tròn nè, rồi những chiếc áo thun cổ tiên trông rất là quyến rũ, rồi những cái màu dành cho các bạn nam rất là yêu thích, màu xám nha. Rồi hoặc là những cái chiếc áo thun sọc. Đã có kết quả rồi đây. Kết quả mini game của chúng ta xin được chúc mừng cho bạn Đạt An đúng không ạ? Đáp án sẽ là chim cu đúng không ạ? Đáp án câu 2 của chúng ta sẽ là chim ngỡ kiến đúng không ạ? Bao nhiêu bạn trả lời đáp án này ạ? Thật ra đáp án chính xác của chúng ta là chim ruồi nha, chim ruồi. Rồi, nãy giờ rất là nhiều bạn, Vân Anh thấy hầu hết là mọi người trả lời là chim ruồi. Chắc là ban tổ chức sẽ rất là khó khăn để có thể là tìm kiếm ra được một cái bạn mà trả lời vừa đúng nhất, vừa sớm nhất mà vừa tác đủ cú pháp. Bởi vì nãy giờ Vân Anh thấy nhiều bạn tham gia quá, trả lời bạn nào trả lời cũng đúng hết. Lát nữa nha, chúng tôi sẽ rà soát lại, công bố ai là người trúng giải, ai trả lời đúng nhất, ai trả lời sớm nhất vào ngày mai. Còn đáp án vừa rồi thì chúc mừng cho những bạn nào trả lời đáp án C, được không ạ? Đáp án C chung rồi là đáp án chính xác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quay số tiếp theo. Đúng rồi, mỗi lần trả lời phải tát nha bạn Thanh Thảo. Nãy giờ quá trời người tát luôn, và mọi người có thể share livestream này về tường của mình nè. Bây giờ Vân Anh share về tường của mình nè. Hoặc là share lên cái hội nhóm của mình được, Vân Anh nhiều hội nhóm lắm. Không biết là có bạn nào trong những cái hội thanh lý hoặc là hội mua sắm không mà mình share về nào đây. Vân Anh đang share về tường của mình để nhiều bạn có cơ hội trúng phần thưởng là những voucher trị giá 300.000 đồng nè. Rồi còn trúng phần thưởng cho mình là một chiếc áo khoác dù của cấp BOTX. Cảm ơn Luna. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quay số dành cho những vị khách hàng của chúng ta đã mua với hóa đơn 300.000 đồng thì sẽ được một mã số may mắn nha. Hồi nãy là chị Hương xin được chúc mừng chị đã nhận về một chiếc áo thun thêu kẻ sọc có họa tiết dứa thêu tay rất là xinh. Bây giờ đến phần thưởng tiếp theo để Vân Anh lấy sản phẩm cho mọi người. Mọi người muốn dành tặng sản phẩm nào đây? Nhiều quá trời luôn. Bây giờ dành tặng áo thun cổ tròn đi. Màu này nè, Vân Anh thích màu này nè. Phần thưởng tiếp theo, chiếc áo thun cổ tròn. Màu này thì hơi vàng cam, hơi da người một tí xíu. Áo thun này thì nam mặc cũng được, nữ mặc cũng được. Trời ơi, Vân Anh toàn chuyên gia lấy đồ của bạn trai mặc, không phải tại nam nữ mặc gì đều cũng được hết. Và vị khách tiếp theo quay số sẽ là người may mắn mang về cho mình chiếc áo thun này nha. Và ai muốn chiếc áo thun này comment cho Vân Anh biết nào. Ai muốn ạ? Nãy giờ nhiều bạn rất là share nhiệt tình nè. Tút biết Trần, em thích chị nên em trả lời thôi được không chị? Nói chung là ghét hay thích gì thì không sao, mọi người chơi được quà. Cảm giác mà mình ngồi mình nói chuyện với mấy bạn á, cái xong mình trao quà mình cũng vui rồi, hiểu không? Nhiều phần thưởng lắm mọi người ơi, nếu như mà cái livestream này mà được 500 lượt xem á là Vân Anh cho thêm phần thưởng là phiếu quà tặng trị giá 500.000 đồng nha. Nhưng mà với điều kiện là phải được 500 lượt xem, nãy giờ chưa có được 500 lượt xem. Em không cần quà luôn, trời ơi, đây em không cần quà luôn á hả? Áo này rất là đẹp đúng không? Nữ mặc cũng được, nam mặc cũng được, mặc rất là sáng, màu da rất là mát với chất liệu cotton.
cho nên có thể thấm hút mồ hôi. Áo thun cổ tròn là một cái sản phẩm dường như là basic, chúng ta có thể mang về đi học nè, đi chơi nè, chúng ta đi làm, đi họp, nói chung đi xem phim, đi đâu cũng tiện hết. Bây giờ mọi người sẽ cùng đến với vòng quay may mắn với Vân Anh nha. Cùng đến với Vân Anh. 1, 2, 3, chúng ta đếm quay để xem là chiếc áo thun Cabo TX cổ tròn này sẽ thuộc về ai. 1, 2, 3, tên tên. Ôi trời, tặng em đi chị đẹp. Yên tâm, lát nữa có trò chơi mini game, chị đẹp sẽ tặng cho mấy em nha. Rồi, chúc mừng cho anh Nguyễn Hoàng Minh với số điện thoại đuôi là 4144 và mã số dự thưởng là 718599. Không biết là anh Nguyễn Hoàng Minh anh có theo dõi livestream này thì nhớ comment cho em biết nha, để mọi người chúc mừng với anh. Và chiếc áo thun cổ tròn này đã thuộc về anh Nguyễn Hoàng Minh. Đây, còn có rất là nhiều màu khác nhau nha mọi người. Nào là màu trắng nè. Tại vì Vân Anh thấy rằng là màu trắng là một cái sản phẩm rất là cơ bản rồi. Nhiều khi là ít nhất là chắc là 80% người dân Việt Nam của chúng ta đều sở hữu ít nhất một chiếc áo thun màu trắng. Nên tặng thì sợ thừa, cho nên tặng màu lá lá độc độc. Hồi nãy tặng màu độc là cái màu này nè, màu vàng cam cực kỳ đẹp luôn. Ở đây còn có màu đen, nhưng mà không phải là màu đen tuyền đâu mọi người. Màu đen của này còn hơi lai lai xám nè, sọc nè, trông rất là mát mẻ nữa, rồi màu xám nữa. Còn lát nữa nha là Vân Anh sẽ quay số để dành tặng cho mọi người là chiếc áo thun cổ tim. Chiếc áo thun cổ tim thì Vân Anh sẽ dành tặng cho mọi người chiếc áo thun màu hồng. Ôi trời ơi, đẹp ghê luôn, lát nữa là phải mua ngay. Áo thun màu hồng này trời ơi, xinh quá. Mùa hè mà toàn đưa ra những màu hot không à. Bây giờ chúng ta sẽ chơi mini game tiếp được không mọi người? Ai muốn chơi mini game nào? Ai muốn chơi mini game? Mọi người hỏi iPhone XS Max nhiều quá. iPhone XS Max thì vào ngày 3 tháng 6 thì chúng ta sẽ công bố và tiến hành quay số. Mọi người nhớ theo dõi từ đây cho tới ngày 3 tháng 6 nha. Còn bây giờ thì Vân Anh sẽ trao tặng những cái voucher trị giá 300 ngàn đồng tiếp cho những bạn tiếp theo. Bây giờ là mấy giờ rồi ta? Bây giờ mới 20:37 thôi, trời sắp hết thời gian rồi. Bây giờ muốn tăng lên được 100 lượt xem nữa. Bây giờ nếu như tăng thêm 100 lượt xem là Vân Anh chơi mini game liền và ngay, chơi luôn hai câu luôn. Dành tặng cho mọi người hai phiếu quà tặng 300 ngàn đồng. Ai muốn chơi xe liền và ngay. Đây, tiếp tục nha. Câu hỏi tiếp theo như sau. Vũ điệu truyền thống của đảo Hawaii là gì? Điệu Samba, B là điệu Cha Cha Cha, và C là điệu hula. Điệu hula. Bây giờ mọi người comment đáp án điệu gì thì chúng ta ghi đầy đủ đáp án ra là một. Thứ hai là nhớ tag 5 người bạn của mình vào và share cái livestream này về nha. Điệu samba, điệu cha cha cha, điệu hula. Ừ, chị tên Vân Anh Long Võ nhé. Điệu hula, có người comment đáp án điệu samba. Làm sao để được quay số nha, Vân Anh nhắc lại nha. Muốn được quay số thì bây giờ nha, chúng ta chỉ cần ra cửa hàng, chúng ta mua một chiếc áo thun nào đó. Với hóa đơn 300 ngàn đồng là được một mã số dự thưởng. Nói chung là mua càng nhiều thì trúng nhiều mã số dự thưởng thôi. Dĩ nhiên trúng nhiều thì cơ hội trúng càng cao. Và ngoài những giải thưởng là những cái chiếc áo thun ở đây thì giải thưởng sẽ rất là linh động. Ví dụ ngày hôm nay Vân Anh tặng áo thun, ngày mai Vân Anh quay trở lại Vân Anh tặng áo khoác. Ngày mốt Vân Anh nếu thích Vân Anh tặng luôn áo đôi cho mọi người. Và nếu như thích nữa là Vân Anh tặng luôn iPhone XS Max luôn. Chịu không? À, mọi người comment đáp án nhiều quá mà không có tag người bạn vào sao tính được, nhớ phải tag nha. Từng câu trả lời đều phải tag 5 người bạn của mình, share về tường của mình mới được tính. Tag đi mọi người ơi, Hoa Hướng Dương, Lan Lê, Nuna, Nuna nãy giờ tag nhiều rồi nè. Trúc Huỳnh Thanh, BB, trời nhiều người comment lắm mà không ai tag những bạn đó, vui lòng comment đáp án, tag đầy đủ mới được tính. Mai Thu Hồng, Thanh Thảo ơi, mình thấy đáp án rồi, nhưng mà không có tag không được tính nha. Nguyễn Quỳnh Như, Giang Võ, ừ, đúng rồi mọi người ơi, comment đáp án thì nhớ tag vào nha. Bây giờ mọi người cứ comment đáp án đi, bây giờ Vân Anh sẽ giới thiệu cho một sản phẩm tiếp theo. Với sản phẩm tiếp theo này lát nữa chúng ta sẽ tiến hành quay số dành cho những vị khán giả, những vị khách hàng đã mua sản phẩm của Cup BTX sẽ là một chiếc áo thun màu hồng cam rất là mát, chiếc áo thun cổ tim nha. Bản thân Vân Anh thấy mặt Vân Anh tròn cho nên lúc nào Vân Anh cũng mặc cổ tim hết, không có dám mặc cổ tròn. Đáp án tiếp theo của chúng ta, câu 3, rất là nhiều người comment đáp án rồi. Và đáp án của chúng ta đó chính là điệu hula. Yeah, điệu hula là vũ điệu nổi tiếng của Hawaii. Ngày mai công bố kết quả sau nha. Những bạn nào comment điệu hula thì chúc mừng các bạn sở hữu cho mình 50% cơ hội trúng giải thưởng là voucher trị giá 300 ngàn đồng.
được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quay số tiếp theo. Phần quay số tiếp theo này sẽ dành cho những vị khách hàng đã mua sản phẩm của Couple TX. Hồi nãy là khách hàng Nguyễn Hoàng Minh với số điện thoại đu là 4144 đã trúng giải. Không biết là anh Nguyễn Hoàng Minh có xem không thì comment cho em thấy với. Nhớ nha, mặc dù comment từ đầu nhưng mà tới mỗi câu hỏi mini game các bạn phải tác lại mới được tính. Sẵn sàng chưa? Đến với Vân Anh nha. 1, 2, 3. Tèn tèn. Đây. Chúc mừng cho vị khách có số may mắn là số mấy đây. Trời hồi hộp quá trời quá đất luôn. Xin được chúc mừng cho vị khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Ánh với số điện thoại đuôi 0950 với số mã may mắn là 720630. Rồi xin được chúc mừng chị Ngọc Ánh đã mang về cho mình một chiếc áo thun. Đây, chiếc áo thun màu hồng cam rất là đáng yêu như thế này. Nói chung mùa hè mặc những cái bộ đồ như thế này là cực kỳ thích luôn. Và một sản phẩm lát nữa Vân Anh sẽ tiến hành quay số để trao tặng cho mọi người. Đây là một cái sản phẩm mà nãy giờ mọi người cứ hỏi Vân Anh là Vân Anh mặc cái sản phẩm gì mà đẹp quá. Giống không mọi người? Hai cái như một đúng không? Đây, sản phẩm này nằm trong bộ sưu tập Take My Hand. Mọi người có thể phối với chiếc áo khoác này, chúng ta có thể cục eo, chúng ta có thể khoác chéo khoác ở phía bên ngoài. Và cái chất liệu này nó khác hoàn toàn so với những cái chất liệu áo thun hồi nãy mà Vân Anh giới thiệu. Nó mát hơn nè. Và bản thân có họa tiết như thế này, nhìn là thấy mùa hè rồi đúng không? Và mục đích mà tại sao mà Couple TX cho ra mắt bộ sưu tập Take My Hand, bởi vì mục đích là mỗi người chúng ta sẽ có rất là nhiều đam mê, rất là nhiều sở thích khác nhau. Nhưng mà quan trọng là chúng ta đi với ai đúng không ạ? Nói chung đi với ai cũng được, miễn là đi với người mình yêu. Cho nên những ai mà có người yêu thì chúng ta có thể mặc đồ đôi với người yêu của mình nè. Những người nào chưa có thì chúng ta có thể mặc, biết đâu chúng ta đi du lịch đến một nơi nào đó, chúng ta gặp người yêu của mình thì sao? Có người tag lên nhận giải luôn rồi kìa. Nếu như bạn nào biết mà ai trúng giải nhớ tag cho họ mừng nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Hồi nãy đáp án đúng là gì nhờ mọi người? Điệu hula đúng không? Điệu hula. Điệu hula là những cái cô gái mà mặc những cái đầm mà tua rua đó, hay lắc, nói chung là để khoe cái vòng eo của mình. Điệu hula là một vũ điệu truyền thống của Hawaii. Câu hỏi này đơn giản quá. Bây giờ thì là một câu hỏi liên quan đến lịch sử. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Nếu như đã sẵn sàng, comment sẵn sàng và share livestream này về thật tích cực nào. Mới 78 lượt xem mà bây giờ 100 lượt xem thì mới chơi tiếp nha. 100 lượt xem mới chơi tiếp nha. Mọi người ơi, mọi người còn ở đó không? Comment sẵn sàng để chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo để nhận thưởng nha. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo như sau. Sẵn sàng bàn phím, bạn nào trả lời đúng nhất, sớm nhất, thực hiện đúng cú pháp là tác 5 người bạn của mình vào thì mới được tính. Bây giờ, câu hỏi tiếp theo của chúng ta liên quan đến lịch sử của Việt Nam. Cũng rất là đơn giản thôi. Quốc hiệu đầu tiên của nước Việt Nam là gì? Đáp án đầu tiên sẽ là Đại Việt. Đáp án tiếp theo là Văn Lang. Đáp án tiếp theo sẽ là Đại Nam. Đáp án mọi người là gì ạ? Nhanh chóng comment vào, Vân Anh là có trong tay đáp án rồi đó. Không biết mọi người đáp án là gì? Ồ, rất là nhiều bạn comment đáp án rồi nhưng mà không có tag, không được tính. Nhớ nha, với từng câu trả lời là mình phải tag thì mình mới được tính lại. Nhớ là phải tag đầy đủ 5 người bạn của mình vào mới được tính nha. Bạn Trần Toàn nè, bạn Thúy Nguyễn, bạn Kiên Trung Phạm ơi, bạn Thâm Trần ơi, tag giúp mình nha, tag giúp Vân Anh. Tag giúp Vân Anh mới được tính. Rồi mọi người cứ trả lời đáp án đi nha, Vân Anh nhắc lại. Quốc hiệu đầu tiên của nước Việt Nam là gì? Đại Việt, Văn Lang, Đại Nam. Thời gian bắt đầu. Trời, công nhận mặc bộ này cảm thấy nó sảng khoái vô cùng luôn mọi người. Chiếc áo thun này là trong bộ sưu tập Take My Hand nha. Phối với chân váy jean và kế đến là một chiếc áo khoác dù của Couple TX. Lát nữa Vân Anh sẽ giới thiệu cho mọi người về chiếc áo khoác này. Cực kỳ thích luôn. Rất là nhiều bạn đáp án rồi, comment thêm đi ạ. Ủa, chiếc áo trắng này công nhận lên hình cực kỳ đẹp luôn mọi người. Nói chung là Vân Anh thích màu trắng cực. Nhiều khi da mình đen mình mặc màu trắng lên là tự nhiên nhìn mình cũng trắng sáng hẳn. Nhiều bạn tag đáp án, tag rất là nhiều bạn bè của mình vào rồi. Nuna ơi, tag đáp án chưa? Hoa Hướng Dương, Hương Nguyễn, Kim Miến nữa. Rồi bây giờ công bố luôn nha. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là
Sắp hết thời gian rồi đó, ai chưa comment thì comment đáp án vô đi, nhanh 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 mọi người. Comment đáp án vào, tag thêm 5 người bạn mới được tính. Kim Yến nè, làm rất là đúng nè, bạn tag đủ nè. Quỳnh Nga chưa tag nè, BB, Hồng Ngọc tag rồi. Kim Yến tag rồi, bây giờ còn những bạn khác như thế nào? Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án như bạn trả lời quá. Thôi cho thêm thời gian để mọi người trả lời đi. Tặng cái nón hả? Nếu như ngày mai thích thì chúng ta chơi mini game để Vân Anh tặng nón cho mọi người nha. Hôm nay sản phẩm tặng sẽ là gồm áo thun nè, rồi những chiếc áo trong bộ sưu tập Take My Hand, rồi có tặng thêm áo khoác là áo khoác dù nữa. Đáp án chính xác của chúng ta xin được công bố. Quốc hiệu đầu tiên của nước Việt Nam đó chính là Văn Lang. Được không ạ? Những bạn nào nãy giờ đã trả lời Văn Lang đâu? Ồ, thấy bạn Thư Minh trả lời đúng nè. Bạn nào trả lời đúng nữa đây, nhiều quá. Nguyễn Thành Nhân cũng trả lời đúng nè. Bạn Bích Ngọc nè. Ôi trời, nhiều bạn trả lời Văn Lang quá. Hùng Cao Lê nữa. Ngày mai Vân Anh sẽ lọc lại kết quả để xem là bạn nào thực hiện đủ cú pháp là một. Thứ hai là bạn đó phải tác đủ 5 người bạn trả lời sớm nhất thì chúng ta mới được nhận giải thưởng là voucher trị giá 300.000 đồng nha. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đến với phần quay số của chương trình. Phần quay số của chương trình lần này, hồi nãy giờ chúng ta đã quay được 3 người rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ quay tiếp thêm 2 người nữa. Bây giờ 1, 2, 3, bắt đầu. Hồi hộp quá, không biết ai được giải đây nữa nè. Xin được chúc mừng cho bạn Phạm Võ Duy Trường với mã số là 727867. Số điện thoại đuôi là 7069. Chúc mừng bạn Trường nha. Bây giờ Vân Anh cho xem lại sản phẩm mà bạn Trường nhận được. Trời, đảm bảo là khi biết được cái sản phẩm bạn nhận được là bạn thích cực kỳ luôn. Đây. Đây là chiếc áo thun trong bộ sưu tập Take My Hand. Đây là chiếc áo thun đang mặc cặp với Vân Anh đó. Nói chung mọi người muốn mặc giống Vân Anh thì chúng ta có thể tìm đến bộ sưu tập Take My Hand. Trong bộ sưu tập này có rất là nhiều sản phẩm. Ở đây có màu trắng, còn có thêm một màu xám đen nữa. Và rất là nhiều màu. Nói chung kiểu áo này là unisex. Nam cũng được, nữ mặc cũng được, không sao. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mini game tiếp theo. Còn lại một câu hỏi cuối cùng. Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho các bạn. Cho nên bạn nào chưa được quà đâu, comment giúp Vân Anh đi. Bạn nào chưa được quà đâu, comment để Vân Anh biết. Để chơi thêm nhiều nhiều câu nữa, tặng quà cho mọi người. Các bạn chưa có quà không, comment đi. Nha, nhớ comment thật nhiều vào, share thật nhiều vào. Mai Lê tác rất là nhiều, tác nhiệt tình luôn. Hello Thiên Thanh, Nguyễn Thị Mai chờ ngày cuối quá. Nói chung là Vân Anh cũng đang rất là chờ ngày cuối cùng, bởi vì ngày cuối cùng là ngày mà chúng ta sẽ tìm ra được vị khán giả may mắn trúng iPhone XS Max. Ai cũng chờ đợi, biết đâu mình sẽ là người may mắn để sở hữu phần thưởng đặc biệt này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng như sau. Đoán giá sản phẩm. Đây là một câu hỏi đoán giá sản phẩm nha mọi người. Chắc là câu hỏi này sẽ là lợi thế cho những bạn nào mà chúng ta thường xuyên mua sản phẩm của Cúp BTX, thì đây sẽ là một lợi thế của mọi người. Phương Thủy chưa được quà, VT Mai Linh cũng chưa được quà luôn, nhiều người chưa được quà quá, Vân Anh cũng chưa được quà luôn. Yên tâm, ngày mai là Vân Anh sẽ công bố những bạn nào nãy giờ trả lời đúng và sớm nhất. Nếu như bạn nào chưa được quà cứ bình tĩnh, ngày mai chúng ta sẽ biết được danh sách ai trúng quà. Ngày mai vẫn còn livestream vào lúc 8 giờ nữa. 8 giờ chúng ta quay trở lại đây nha. Trời, chưa đọc hết câu hỏi mà Luna đã trả lời rồi. Biết đoán giá sản phẩm nào không mà trả lời thế? Chưa đọc xong câu hỏi mà. Đoán giá sản phẩm OWI 1010 cho Nam là bao nhiêu? Mới đọc nửa câu hỏi thôi mà nhiều bạn trả lời ghê vậy đó. Đoán giá sản phẩm UWI 1010 cho Nam sẽ là bao nhiêu tiền? Câu hỏi này thì không có cho gửi đâu. Mọi người tự comment đáp án đi. Chưa đọc hết câu hỏi mà nhiều bạn trả lời quá trời luôn. Tiếp tục đi nào. Kiên Trung Phạm, BT Mai Linh, Mai Lê, Phương Thúy, Quỳnh Nga. Chưa có tag. Nhớ là tag thì mới được nha. Mai Thu Hồng như là trả lời đúng cú pháp rồi nè. Mai Lê. Lát nữa mình sẽ check lại xem là ai trả lời đúng, trả lời sớm nhất thì được quà sau và công bố vào ngày mai nha Mai Lê.
VB ơi, bạn bạn nhớ là comment rồi tag 5 người bạn vào share về tường của mình. Luna nãy giờ chơi tích cực nhất nè, lát nữa phải trao tặng giải cống hiến cho Luna nha. Tô Hắc Trung ơi, chưa có tag 5 người bạn vào, Bích Ngọc nữa. Ôi, thấy chưa, chưa gì cầm rớt rồi. Đây, đúng rồi, BB nhớ tag nha. Và một cái sản phẩm tiếp theo mà Vân Anh nghĩ rằng là mọi người sẽ rất là thích. Mọi người cứ comment câu trả lời nha, lát nữa Vân Anh sẽ kiểm tra sau. Cái sản phẩm tiếp theo mà Vân Anh cực kỳ muốn giới thiệu với mọi người luôn, nói chung là trong cái thời tiết mà lúc nắng lúc mưa như thế này thì chiếc áo khoác Capote X là một sản phẩm không thể thiếu, đúng không ạ? Mà cái chất liệu này nó rất là mát nha mọi người. Thường chỗ Vân Anh cực kỳ ghét luôn, kiểu như là đi ngoài nắng đã nóng mà còn mặc những cái chiếc áo khoác nó dày, nó nóng gì đâu. Và cái này rất là mỏng, bằng chất liệu dù. Ở đây khóa kéo cũng rất là dễ dàng, kéo xuống đây. Bên trong lớp lưới, lớp lưới này giúp cho mọi người thấm hút mồ hôi nè, không có bị bí bách gì cả. Ở đây có rất là nhiều size cho mọi người lựa chọn, cũng như là nhiều màu, còn khắc thêm một cái chữ logo Capote X ở đây nữa. Tay áo ở đây, à cái điều tay áo là cái điều Vân Anh cực kỳ thích luôn. Lột ngay cho mọi người coi nè, coi kỹ sản phẩm nè. Đây, cái tay áo ở bên trong là lớp vải dù. Lớp vải dù này á, bình thường á, có một số sản phẩm ở bên ngoài lớp vải dù mà ở bên trong thì lại lót một cái vải khác. Những cái vải giống như vải lô, những cái dạng vải phi bóng á, thì như vậy á, chúng ta khi mà đeo những cái trang sức như là nhẫn này, chúng ta đeo vòng nè, chúng ta đeo đồng hồ thì sẽ dễ bị xước, nó không có khó chịu. Nhưng mà ở đây tay áo của chúng ta ở bên trong là làm bằng vải dù nha, mọi người xem lại. Zoom cho giúp em vải dù đây nha. Cho nên mọi người có thể yên tâm. Còn ở trong đây là lớp vải lưới có thể thấm hút mồ hôi. Nghe tiếng sột soạt là biết là chất liệu vải dù rồi đúng không mọi người? Mà cái điều đặc biệt á, cái đường khóa kéo đây, cái đường khóa kéo ở đây là bằng cái chất liệu phản quang. Đi ban đêm nói chung là không có sợ, không ai nhận ra mình hết, màu đã đổi nha, màu đỏ nha. Còn phản quang cái đường dây khóa kéo nữa là tuyệt vời luôn. Và cái khóa kéo mọi người nãy thấy nó kéo rất là êm ái nha, kéo một phát thôi là xuống liền luôn, chứ không có bị khó khăn trong cái khóa kéo này. À quên, Vân Anh sẽ dành tặng cái chiếc áo khoác này, áo khoác dù này dành cho một vị khán giả, một vị khách hàng trong cái phòng quay số lát nữa đây, mặc màu đỏ chung với Vân Anh nha. Đây, với chiếc áo khoác này chúng ta có thể phối giống như cái style như thế này, có thể mặc vào, đeo lệch vai, kéo khóa lên tí xíu, rất là xì tai, đội thêm cái nón vào nữa. Rất là nhiều bạn comment đáp án, chị ơi chơi thêm một câu nữa đi. Nếu như mọi người muốn chơi thêm thì có thể quay trở lại đây vào ngày mai, bởi vì câu hỏi vừa rồi cũng đã kết thúc mini game của chúng ta nha. Nếu như cái livestream này ước gì mà được 500 view là Vân Anh đã cho thêm một câu hỏi, cho thêm một phần thưởng rồi nha. Bây giờ công bố đáp án chính xác của chúng ta trong phần đoán giá sản phẩm Owi 1010 cho nam sẽ là đáp án 400 bao nhiêu? 499.000 đồng. Xin được chúc mừng cho những bạn nào đã trả lời đúng. Hoàng Tiến Vinh trả lời chưa đúng nè. Bạn Ngọc My trả lời đúng rồi nè. Bạn Thị Cúc cũng trả lời đúng. Phương Thúy Long Võ nè. Rồi bạn Bibi cũng trả lời đúng nữa. Nói chung chứng tỏ những bạn nào trả lời đúng là những bạn mà tích cực mua sản phẩm Capote X mới biết giá. Ngày mai Vân Anh sẽ công bố bạn nào trả lời đúng và sẽ nhận về cho mình cái giải thưởng là một chiếc áo khoác này nha. Nha, cái phần thưởng dành cho cái câu hỏi số 5 này đặc biệt hơn cả là ngoài cái hóa đơn, cái phí mua hàng 300.000 đồng thì cái câu hỏi số 5 này Vân Anh sẽ dành tặng cho các bạn. Đó chính là chiếc áo khoác dù của Capote X. Vui không? Ngày mai thì Vân Anh sẽ công bố sau cho nên mọi người cứ yên tâm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quay số may mắn dành cho vị khách hàng tiếp theo. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. Bao giờ là iPhone XS? Dạ, vào ngày 3 tháng 6 nha mọi người. Mai em bận cho mẹ đi tập tạ, chơi thêm đi. Ngày mai chơi 1 tiếng, lần 8 giờ tới 9 giờ. Ráng nha, ráng canh nha, Long Võ. Khổ ghê, chở mẹ đi tập tạ. Chưa quay được kết quả nữa. Nói chung là Vân Anh biết là mọi người đang háo hức chơi thêm nhiều mini game, nhưng mà để ngày mai mình chơi tiếp nha. Xin được chúc mừng cho vị khách hàng là chị Hương với mã số 714142
với số điện thoại đuôi là 0250. À, chúc mừng chị Hương nha, chị sẽ mang về cho mình một phần thưởng, đó chính là chiếc áo khoác dù này. Và chiếc áo khoác dù này sẽ dành tặng cho một bạn khán giả chơi mini game trong câu hỏi số 5, là cái câu hỏi mà đánh giá sản phẩm đó. Nhiều bạn hỏi là ngày mai công bố ở đâu? Ngày mai công bố trên fanpage, mọi người có thể vào fanpage mình theo dõi lại để xem là mình có tên trong danh sách trúng giải không. Tại vì câu hỏi này Vân Anh thấy là nhiều bạn trả lời đúng lắm luôn á. Hy vọng là ngày mai sẽ có tên của mọi người nha. Có bạn Luna nãy giờ comment nhiệt tình lắm. Hy vọng là ngày mai có tên Luna trong cái danh sách này nè. Nãy giờ nhiều bạn trả lời đúng lắm, câu hỏi quá dễ luôn. Nhưng mà cái kết quả còn phải dựa trên cái việc là ai trả lời sớm nhất nè, ai làm đủ cú pháp nè, ai tác đủ 5 người bạn thì Couple TX mới công bố được danh sách nha. Sao không thấy công bố? Có thể là ban tổ chức nhiều việc quá, có thể là ít nhất trong ngày mai hoặc là ngày mốt mình sẽ công bố lại kết quả của ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì ngày mai cũng sẽ công bố lên luôn. Mai Lê thì không trúng mini game cũng được, nhưng chị muốn gọi tên. Rồi, xin chào Mai Lê nha. Hello Long Võ. Bây giờ rất là nhiều sản phẩm ở đây, nhìn là bắt đầu thấy thích. Nào là áo thun này nha, bộ sưu tập Pack My Hand, rồi áo khoác dù nữa. Rất là nhiều sản phẩm này, ngày mai thì sẽ còn nhiều sản phẩm khác hấp dẫn hơn nữa để dành tặng cho mọi người nha. Ngoài phiếu mua hàng nha, mình còn tặng sản phẩm của Couple TX nữa. Mọi người muốn tặng sản phẩm nào thì có thể comment ở phía bên dưới để ngày mai Vân Anh có thể mang những cái sản phẩm đó chéo đây dành tặng cho mọi người. Cái iPhone XS Max này đây. Bạn nào muốn sở hữu iPhone XS Max? Cho tay lên. Một nút like cho iPhone XS Max nào. Long Võ, iPhone XS Max sẽ là của em, nhưng mà của em hay không thì chắc chắn công bố vào ngày 3 tháng 6 nha. Mai công bố danh sách trên fanpage của Couple TX luôn. Thích quá. Nói chung là nhìn chiếc iPhone XS, trời ơi, mang về được không trời, hay là mang về cất 3 tháng 6 mang lên trao lại. Quá trời giải thưởng luôn. Đây, với chiếc iPhone XS Max này thì chúng ta sẽ tiến hành công bố vào ngày 3 tháng 6 nha mọi người. Và ngày 3 tháng 6, những bạn nào hoặc là những khách hàng nào mà chúng ta chưa mua sản phẩm, muốn nhận được thêm mã giải thưởng thì có thể tới cửa hàng. Chúng ta mua nhiều sản phẩm về thì sẽ nhận về nhiều mã. Càng nhiều mã thì chúng ta sẽ có cơ hội mang về chiếc iPhone XS Max này đây nha. Trời ơi, thích quá. Vừa rồi là 5 câu hỏi mini game dành tặng cho 5 bạn khách hàng cũng như là những bạn vừa rồi tham gia chơi với những phần thưởng như Vân Anh đã công bố. Nào là voucher nha, voucher 300.000 nha. Nào là sản phẩm là một chiếc áo khoác dù của Couple TX. Thì 5 bạn nào trả lời đúng nhất thì ngày mai Couple TX sẽ công bố, cho nên mọi người cứ bình tĩnh, thường xuyên vào fanpage của Couple TX để chúng ta theo dõi xem. Và đừng quên vào 8 giờ hàng ngày từ ngày hôm nay cho tới ngày 3 tháng 6 thì chương trình livestream của chúng ta sẽ diễn ra trên fanpage Couple TX với những cái trò chơi giống như hồi nãy, mà mỗi ngày phần thưởng sẽ càng hấp dẫn hơn nha. Cho nên mọi người nhớ 8 giờ đặt báo thức quay lại đây với Vân Anh để chúng ta có thể theo dõi livestream chơi với Vân Anh, còn nhận quà nữa. Và chương trình quay số kỷ niệm 10 năm Couple TX sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 6. Mọi người nhớ nha. Vào ngày 2 tháng 6 là kết thúc, cho nên những anh chị nào, những bạn nào chúng ta chưa mua những sản phẩm của Couple TX thì từ đây cho đến ngày 2 tháng 6 thì chúng ta phải mua hóa đơn 300.000 đồng, nhận được một mã dự thưởng. Hóa đơn 600.000 đồng, nhận được 2 mã dự thưởng. 900.000, nhận được 3 mã dự thưởng. Nói chung mua càng nhiều thì cơ hội trúng thưởng càng cao. Vào ngày 3 tháng 6 thì Vân Anh sẽ tiến hành quay số. Ai sẽ là người may mắn trúng giải thưởng XS Max đây? Đừng quên hãy quay trở lại với Vân Anh và chương trình kỷ niệm 10 năm trúng XS Max của Couple TX vào ngày mai vào lúc 8 giờ nha. Còn bây giờ xin được cảm ơn và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye.